Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày Phục sinh, bà Maria Magdala chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Suy niệm: yêu thầy mình được diễn tả qua từng bước chạy. Tin thầy mình sống lại cách nhanh chóng khi chỉ nhìn thoáng qua cách xếp đặt của khăn liệm, băng vải. Đó là tính cách nhanh nhẹn của tông đồ trẻ Gioan. Trẻ người nhưng không non dạ. Bằng chứng là Gioan nhường cho Phêrô bước vào ngôi mộ trống trước. Vì Phêrô là đàn anh, cánh chim đầu đàn của các tông đồ. Sự tế nhị, kính trọng này càng cho thấy Gioan là người nhanh trí nắm bắt tình thế, với trái tim tinh tế, để rồi có lối ứng xử phù hợp, hợp tình, hợp lý, khó ai có thể chê trách được điều gì. Tình yêu không làm cho ngài mù quáng, trái lại, giúp khai mở con đường đến với tình yêu cách trong sáng, chững chạc. 10 bạn. Khôn chẳng qua lẽ, khỏe chẳng qua lời. Ta nên noi gương Thánh Gioan trong cách xử sự với Chúa và với nhau. Nhanh chóng nhận ra sự hiện diện thánh ý Chúa trong cuộc đời. Tinh tế khi ứng xử với tha nhân trong tinh thần tôn trọng, yêu thương, không dùng bạo lực, khuynh đảo, áp đặt trong các mối tương quan. Ta vui vì hơn người, nhưng người lại oán giận ta. Tình thân sẽ bị thương tổn nghiêm trọng. Sống lời Chúa. Một khi ý thức được bổn phận người Kitô hữu, tôi sẽ không ngần ngại đến với anh chị em mình để chia sẻ, khích lệ, loan báo Chúa Kitô cho họ. Đó là sứ mạng truyền giáo của mỗi người. Cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho con được có mặt trên đời, nhận biết, yêu mến, thờ phượng Chúa. Xin giúp con biết nhận ra Chúa nơi người lân cận, tôn trọng bề trên, yêu thương bề dưới của con. Amen.